Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Khi mà mình làm cái video 17 cái rương hiếm đó anh em, thì mình check ở trên web bản đồ và YoYo thì cũng chỉ có đánh dấu một cái rương ở đây. Nên là mình nghĩ chỉ có một cái ấy, nên mình không check kỹ. Đây. chính vì thế là thiếu sót của mình. Ở đây nó có hai cái anh em ạ. Trong cái video trước mình làm là cái thứ 17 và trong video này là cái thứ 18. Mình giả định là anh em đã lấy xong cái rương thứ 17 rồi và anh em cũng bỏ quên cái 18 như mình. Thì đây là cách lấy rương 18 nhé. Ok anh em, cái đường để xuống được cái chỗ mà lấy được cái rương hiếm ấy thì nó có hai đường. Một đường là anh em có thể chạy theo cái đường lấy rương số 17. Đường thứ hai là anh em có thể đi vào chỗ mảnh giấc mộng trẻ thơ này. Chính là cái chỗ rút nước mà trước mình nhắc trong cái video chưa rút được ấy. Thì ở đây, sau khi anh em làm xong cái 17 thì ở đây nước nó cũng đã rút hết rồi. Và đây chính là cái chỗ mà có rương hiếm. Đó là lý do tại sao mà nhiều anh em có thể lấy được rương hiếm ở đây. Ok, nó chính là cái vị trí này. Nếu như anh em chưa mở cái bí cảnh này hay là chưa xuống đây, chưa làm nói chung là vân vân mây mây các thứ để đi vào đây, có thể là anh em sẽ phải chạy theo cái đường bên này. Nói chung là mình sẽ vẫn để hai đường nhé. Ok, vậy chạy theo cái đường từ trên này xuống cái chỗ đầu lâu này như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ chỉ luôn. Bây giờ mình sẽ chạy theo cái hình đầu lâu này. Mình sẽ dịch chuyển đến địa điểm này nhé. Mình sẽ chạy từ đầu luôn để anh em quên mất đường thì còn có thể chạy lại, bởi vì mình đã chạy lại ở chỗ này 2-3 lần và mình thấy là đường nó hơi khó tìm anh em ạ. Ok, tại vì cái hang nó giấu khá kín và đường vào hang thì nó có tới tận hai đường cơ. Tốt nhất là chúng ta hãy đi theo video cho nó chắc. Ok, đây dưới này có một cái hang, cửa hang đây nhá, lối vào ở đây nhá. Bây giờ thì đơn giản là chạy thẳng vào xuống dưới thôi, bởi vì như mình đã giả định, tức là anh em lấy xong cái đường 17 rồi, anh em bỏ quên do mình không cung cấp thông tin đầy đủ. Lên đây, mình sẽ nhảy xuống đây. Ok, từ chỗ cái cửa tò vò này chúng ta sẽ đi thẳng sang đây. Tiếc thật, nếu mà mình để ý luôn thì đỡ phải sửa, đỡ phải thêm video bổ sung không. Ok, đây, sau đó thì cứ chạy thẳng xuống thôi. Làm cái video cả tiếng này thực sự là thiếu sót, nó cũng không rất là khó tránh anh em à. Ok, anh em thông cảm nha. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây. Vẫn còn cái đường mình chưa lấy cả, nhưng mà thực sự là mình chỉ quan tâm đến đường hiếm thôi. Ok, chúng ta sẽ nhảy thẳng xuống chỗ này luôn. Nhảy thẳng xuống dưới luôn. Phi thẳng xuống chỗ cái bãi khoáng kia luôn. Đây. Đó. Từ cái chỗ bãi khoáng này thì đây, từ chỗ bãi khoáng này chúng ta sẽ xác định đường đi, đó là đi thẳng xuống chỗ này. Cái dương 17 ấy là đi sang bên này đúng không? Đây, có cái mỏ neo đây. Chạy vào chỗ kia là dương 17. Còn quay ra đây là dương 18. Lúc đấy mình không để ý là chỗ này là có đường đi tiếp. Do mình quá tin vào cái bản đồ, web bản đồ ấy. Bây giờ chạy xuống chỗ này thì anh em xác định là chuẩn bị chiến đấu rất là ác liệt luôn. Vì cái chỗ này quái rất là đông và cái địa hình thì nó khá là hẹp. Rất có thể bị ăn đòn. Đây chính là cái đoạn mà lúc mình vào lần đầu thì nó có mấy con robo như thế này. Trong đây cũng có hạt giống thảo, xong rồi có mấy cái chỗ để anh em phá hủy rồi thanh tẩy. Nói chung là nếu như anh em đã làm đến cái đường thứ 18 rồi thì mình nghĩ là không cần phải hướng dẫn nhiều đúng không. Ok, chúc anh em thành công nhá. Khi anh em phá hủy được tất cả những cái chỗ này thì anh em sẽ có thể nhận được một cái rương hiếm. Nếu anh em có đặt câu hỏi là vào đây như thế nào, tại sao không rút nước được, vân vân và mây mây, thì mình đã nói rồi, đây là cái video để dành cho anh em đã lấy xong cái rương 17. Đây chỉ là cái rương mình bổ sung cho anh em về cái rương 18 thôi. Cách xuống, cách lấy ở rương 17 đã có trình bày trong video trước rồi. Ok, và mình xin cảm ơn các bạn đã để lại bình luận nhắc mình về cái vụ cái rương này nhé. Ok, mong là sẽ được anh em tiếp tục ủng hộ như vậy trong các video tiếp theo.